Và sau đây là phần thi đơn nam. Với phần thi này thì sẽ cần sự trợ giúp của tất cả các chị em. Luật chơi của phần thi này như sau. Các cặp đôi sẽ có thời gian là 5 phút. Và trong 5 phút khi thời gian bắt đầu thì các anh sẽ di chuyển thật nhanh đến bàn phụ kiện mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, dùng các phụ kiện để tết tặng bện hoa cho các chị. Và khi thời gian kết thúc, kết quả sẽ được tính bằng những tràng vỗ tay của khán giả. Cặp đôi nào được vỗ tay to hơn thì đội đó sẽ là người giành chiến thắng. Các anh đã hiểu rõ luật chơi chưa? Ok ạ. Rõ. Ok ạ. 3, 2, 1. Thời gian bắt đầu. Thật nhanh ạ, thật nhanh di chuyển ạ. Chúng ta cổ vũ đi ạ, vũ to lên ạ. Ồ đây, và rất nhiều anh đã dùng những phụ kiện là hoa, vâng, là dây chun. Vâng ạ, cổ vũ to lên nào, cổ vũ to lên nào, cổ vũ to lên nào. Vâng, chúng ta cổ vũ to lên đây. Cổ vũ cho các cặp đôi đi ạ. Sau thời gian 5 phút dưới bàn tay khéo léo của tất cả các anh thì các người mẫu biển của chúng ta đã có những kiểu tóc vô cùng là độc đáo và cũng không kém phần ngộ nghĩnh. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng chấm điểm cho các cặp đôi. Xin mời người mẫu số 1 ạ, xin mời chị tiến lên phía trước và quay một vòng tròn ạ. Quá. Và sau đây là cặp đôi số 2, xin mời chị sẽ tiến lên phía trước và quay tròn một vòng ạ. Ai bình chọn cho số 2 ạ? Vỗ khẽ thôi, vỗ khẽ thôi. Số 3, số 4 nhá. Này, số 3, số 4 là cháu bà đấy nhá. Này, các cháu ơi, cầm nước. Và sau đây là cặp đôi số 3. Xin mời chị sẽ tiến lên phía trước một bước. Và quay một vòng đi ạ. Cháu bà đấy. Wow. Chúng tôi chưa cần yêu cầu khán giả bình chọn cho bài rất dài rồi. Cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Vậy thì cặp đôi số 4 của chúng ta thì sao ạ? Xin mời chị tiến lên phía trước ạ. Và sau đây là người mẫu số 5 của chúng ta. Xin mời ai cổ vũ đi ạ. Vâng ạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời bạn sẽ trở về vị trí của mình. Và thưa các anh, các chị thân mến, sau phần thi này, dưới những tràng vỗ tay của tất cả các anh, các chị, thì tất cả các anh, các chị có đồng ý rằng cặp đôi số 3 và cặp đôi số 4 là những người cùng chiến thắng trong phần thi này không ạ? Đổ nước đầy bình đầu tiên thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Các anh các chị đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu ạ. Các anh các chị sẽ có 30 giây để chuẩn bị. Sao hôm nay bảo anh sân si? Thì mất thời gian thi tận vòng này là phải cố lên chứ. Yên tâm. Quân khỏe lắm. Chiến thắng. Quân chủ phòng gym làm sao thắng được hội viên ưu tú? Mình cố lên được chưa? Tôi xong rồi. Sao? Sao? Chuẩn bị đi. Tình hình về căng đấy. Căng gì đấy? Tại hôm qua em tập nặng quá, bây giờ vẫn đói cả. Sao xong bây giờ hơi à? Đi chơi đi tập làm gì? Đi biển ai biết được. Sao để chị cõng thôi. Ồ thôi, chị làm sao mà cõng em? Thế làm sao? Thôi để em cố vậy. Hơi chậm một chút thôi. Chậm thì chết à? Còn hơn là xấu hổ. Nào, lên. Hấp mình nữa. Một, bắt đầu.